Cũng trong sáng nay, huyện Ba Chẽ tổ chức khai mạc lễ hội Trà Hoa Vàng năm 2016 tại quảng trường mùng 4 tháng 10. Đây là sự kiện nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo ra sản phẩm du lịch mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tham dự có đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Kính thưa, diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 1, lễ hội trưng bày các sản phẩm từ cây trà hoa vàng và tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật, hoạt động thể thao, vui chơi giải trí dành cho nhân dân và du khách. Lễ hội còn có các gian hàng trưng bày sản phẩm ô cốp của huyện Ba Chẽ và một số địa phương trong tỉnh. Trà hoa vàng là một loại thực vật quý hiếm mọc trong rừng tự nhiên ở Ba Chẽ, chứa hơn 400 thành phần dinh dưỡng. Trà hoa vàng có tác dụng ức chế sự sinh trưởng các tế bào ung thư, điều trị hiệu quả bệnh cao huyết áp, mỡ máu cao. Ngoài ra, dược liệu này còn giúp giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, chống lão hóa, chống viêm, giải độc gan, giảm béo và làm đẹp da. Hiện nay, huyện Ba Chẽ đã hoàn thành quy hoạch vùng trồng dược liệu trên 3.000 ha, trong đó trồng cây trà hoa vàng 500 ha. Hiện huyện đã trồng được 100 ha, trong đó có trên 10 ha cho thu hoạch. Đã có nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư trồng và chế biến dược liệu tại địa bàn, trong đó có cây trà hoa vàng. Công ty cổ phần Phú Khang HT rất là vui mừng và phấn khởi được huyện Ba Chẽ trao cho quyết định phê duyệt 1/500 với diện tích là 199 ha để trồng trà hoa vàng. Dự án này sẽ góp phần bảo tồn và nhân giống cây trà hoa vàng tại huyện Ba Chẽ. Qua đó cũng đồng thời góp phần đào tạo, chuyển giao công nghệ cây trà hoa vàng cho bà con địa phương. Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của huyện Ba Chẽ trong công tác tổ chức lễ hội trà hoa vàng. Đây là sự kiện tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ động viên cán bộ và nhân dân thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Ba Chẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của đất rừng, quan tâm triển khai quy hoạch vùng sản xuất dược liệu, trong đó có trà hoa vàng, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến cung ứng sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ cho bà con nông dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.